Soi kèo bóng đá hôm nay giữa Sevilla với Inter Milan diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 22 tháng 8 tại sân Ryanair Stadium, chung kết Europa League 2019-2020. Đội bóng của huấn luyện viên Lopetegui vừa khiến cho Manchester United chìm sâu vào cơn ác mộng mang tên bán kết, khi tại bán kết Europa League vừa qua, Sevilla đã có được chiến thắng ngược dòng trước Quỷ Đỏ thành Manchester với tỷ số 1-2 và khiến cho đối thủ của họ bị loại tại 3 trận bán kết trên 3 mặt trận khác nhau trong cùng một mùa giải, và đó cũng là 3 mùa giải liên tiếp mà Manchester United không có bất kỳ danh hiệu nào. Còn đối với Sevilla, họ đang bước rất gần đến việc tiếp tục phá vỡ kỷ lục của bản thân mình, với mục tiêu là chức vô địch lần thứ 6 khi đặt chân vào chơi tại chung kết Europa League mùa này. Trong 5 lần góp mặt vòng chung kết trước đó, thì đại diện của La Liga đã toàn thắng cả 5 trận trước các đội bóng như Middlesbrough, Espanyol, Benfica, Dnipro và Liverpool. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử họ sẽ chạm mặt với một đại diện của Serie A trong trận chung kết. Nhìn về trận đấu giữa Sevilla và Manchester United, dẫu cho đội bóng của huấn luyện viên Lopetegui đã giành lấy chiến thắng, nhưng đó là trận đấu mà họ đã thi đấu có phần lép vế hơn so với đối thủ. Có thể thủ thành Bono đã có ngày thi đấu xuất thần, khi có đến 7 lần cứu thua trước khung gỗ, nhưng cũng không thể không nói đến việc chính Manchester United đã tự bắn vào chân mình, và cũng có thể nói Sevilla đã được thần may mắn mỉm cười, khi đối thủ của họ đã bỏ lỡ rất nhiều tình huống ngon ăn. Vì vậy, nếu như chỉ dựa vào chiến thắng ở bán kết mà tâng bốc họ quá nhiều trước thềm trận đấu này là một sai lầm khá nghiêm trọng. Tất nhiên, việc mà Sevilla đã vô địch cả 5 lần góp mặt vào chung kết của Europa League là điều không cần bàn cãi và ai ai cũng biết được điều này. Dẫu vậy, đó là thành tích nói chung của Sevilla, còn nếu xét về kinh nghiệm của huấn luyện viên Lopetegui lúc này, thì chiến lược gia 53 tuổi không phải là cái tên có thể được xét ngồi chung mâm với Antonio Conte ở bên kia chiến tuyến. Nếu như trong tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung có tích quan vũ qua 5 ải chém 6 tướng, thì đối với đại diện của La Liga, thì sau lần vô địch gần nhất cùng với huấn luyện viên Unai Emery, thì họ đã chảm thủ đến 6 vị huấn luyện viên chỉ sau 4 mùa giải. Qua đó có thể sự gắn kết giữa Sevilla và huấn luyện viên Lopetegui có thể là lớn, nhưng chưa đủ nhiều. Còn đối với Inter Milan thì sao? Có thể huấn luyện viên Antonio Conte chỉ mới có một mùa bóng dẫn dắt Nerazzurri, nhưng một mùa giải cũng đủ để chứng minh được tài năng của con người này. Đừng quên, kể từ khi Inter Milan vô địch Serie A mùa bóng 2009-2010, cho đến trước lúc chiến lược gia người Ý cập bến San Siro, thì họ chỉ thường xuyên nằm ngoài top 7, cũng như chật vật mới cán đích ở vị trí thứ 4. Kể từ khi huấn luyện viên Antonio Conte thì mọi chuyện đã khác hẳn, khi Nerazzurri đã kết thúc mùa giải vừa qua, với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và chỉ kém ngôi đầu của Juventus chỉ vỏn vẹn một điểm. Đó là chưa nói đến việc, ông có quãng thời gian rất dài liên tiếp dẫn dắt các đội bóng tại Italia, thì Conte đã quá hiểu rõ những đội bóng đang chơi ở đây. Điển hình là cái tên Juventus sẽ chẳng có gì nói quá, nếu như nói huấn luyện viên 51 tuổi là người tái sinh bà đầm già thành Turin, đang độc bá tại thiên hạ Serie A như hiện nay. Trở lại mặt trận Europa League, Inter Milan cũng đang hướng đến chiếc cúp vô địch lần thứ 4 của mình, và nếu như họ có được danh hiệu vào đêm nay, thì Nerazzurri sẽ chính thức vượt mặt Juventus cũng như Liverpool trên bảng xếp hạng số lần vô địch tại Europa League và chỉ xếp sau mỗi Sevilla. Đến với trận đấu này, có lẽ trước khi trận đấu bán kết diễn ra, thì đã có rất nhiều người dự đoán được Inter Milan sẽ có được chiến thắng trước Shakhtar Donetsk. Nhưng ít ai có thể ngờ được, Nerazzurri lại hủy diệt một đối thủ mà cách đó chỉ vài ngày, liên tiếp có được những trận đại thắng trước các đội bóng được đánh giá cao hơn như Wolfsburg và Basel. Sự hồi sinh không tưởng của chàng tiền đạo người Bì Rôm Lukaku sẽ khiến cho người hâm mộ của Manchester United phải luyến tiếc, với tổng cộng 31 bàn thắng cho nửa xanh thành Milano ở mùa giải này. Bên cạnh đó, với sự góp mặt của tài năng trẻ tuổi Lautaro Martinez đang trở thành cặp bài trùng sẵn sàng càng quét qua bất cứ hàng tuyến phòng ngự nào, cản trở họ đến với ngôi vương của mình. Hàng phòng ngự của Inter Milan và cả Sevilla đều đang được biết đến, với chất lượng tốt nhất, vậy hàng phòng ngự nào mới tốt hơn tuyệt đối? Câu trả lời sẽ được bật mí sau khi trận đấu này kết thúc. Đêm nay, lúc 2 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2020 trên sân Ryanair, thống kê 10 trận đấu gần nhất. Tỷ lệ nổ tài của Sevilla đạt 30%. Tỷ lệ thắng kèo của Sevilla đạt 70%. Tỷ lệ kết quả về lẻ của Sevilla có 60%. Sevilla ghi được 15 bàn, để thủng lưới 3 bàn, trung bình mỗi trận ghi 1,5 bàn. Tỷ lệ nổ tài của Inter Milan đạt 50%. Tỷ lệ thắng kèo của Inter Milan đạt 80%. Tỷ lệ kết quả về lẻ của Milan có 30%. Milan ghi được 25 bàn, để thủng lưới 4 bàn, trung bình mỗi trận ghi 2,5 bàn. Dự đoán kết quả Sevilla với Inter Milan. Chọn kèo châu Á, Inter Milan chấp đồng nửa.
chọn kèo tài xỉu, tài hai trái rưỡi. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.